Anh em chị em chúng ta cùng dỡ lời Chúa ra. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái chủ đề. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái chủ đề được gọi là mạch nước và sông nước hằng sống. Trong sách Giăng đoạn 4 và sách Giăng đoạn 7, đó là hai cái đoạn kinh thánh mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi chiều hôm nay. Tôi kể cho quý vị cái câu chuyện đó trước, rồi những cái câu kinh thánh nào chúng ta cần suy gẫm thì chúng ta sẽ xem chi tiết vào những câu kinh thánh đó. Giăng đoạn 4 và Giăng đoạn 7, chúng ta bắt đầu xem trong Giăng đoạn 4 trước. Mạch nước, kinh thánh nói là mạch nước sống, hay là mạch nước hằng sống, hay là nói là nước hằng sống. Còn ở trong chỗ Giăng đoạn 7 thì nói là sông nước hằng sống. Đó là điều mà anh em chị em chúng ta cần phải suy gẫm trong cái đoạn kinh thánh ngày hôm nay. Và khi chúng ta được nghe nói về nước hằng sống, tức là mạch nước, rồi có khi chúng ta được nghe nói về sông nước hằng sống, nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn liên quan hai cái điều đó để cho anh em chị em chúng ta thấy mạch nước là điều gì và sông nước hằng sống là điều gì trong cuộc đời của chúng ta. Cái câu chuyện đó là Đức Chúa Giêsu đi từ thành từ Đức Chúa Giêsu đi từ xứ Giu-đê xuống xứ Ga-li-lê. Thì trên con đường đi đó, từ xứ Giu-đê tức là xứ miền Nam, Ga-li-lê là phía Bắc, và đi ngang một chỗ được gọi là xứ Samari. Giu-đa đó, xứ Giu-đa, Giu-đê là Giu-đa. Hai chi phái ở miền Nam đó là Giu-đa và Benjamin. Khi đất nước Do Thái chia đôi 10 chi phái phương Bắc và hai chi phái phương Nam. Galilee là ở phía Bắc, còn Giu-đê là ở phía Nam. Ở phía giữa, phía bên phía Tây của sông Giô-đanh, đó là xứ Samari. Sau khi 10 chi phái phương Bắc bị đem đi làm phu tù rồi, thì người Babylon và Assyri họ đem tất cả những dân tộc ở chung quanh đó đến ở tại xứ đó, và một số người Do Thái lẫn lộn họ lập gia đình với nhau. Cho nên người Samari là người lai giữa người Do Thái và tất cả những dân tộc ở xung quanh đó, người Samari. Cho nên cái câu chuyện là Chúa Giêsu đi từ phía Nam lên phía Bắc, rồi Chúa đến cái xứ Samari đó, đến một cái làng có tên là Sikha. Rồi Chúa Giêsu đến gần một cái bên giếng, và Chúa thấy một người đàn bà Samari đi ra múc nước. Thì Chúa Giêsu đến và nói với người đàn bà đó ở trong câu số 7 đoạn 4 như thế này: một người đàn bà Samari đến múc nước, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy cho ta uống. Anh em chị em, chúng ta để ý nha, đây là hình ảnh mà Chúa đến với con người. Chúa đến, Chúa xin nước uống. Chúa xin nước uống. Thế Chúa Giêsu không có tự nhiên đến nói: nè, ta cho nơi nước hàng sống. Không, Chúa Giêsu đến xin nước uống. Và rồi người đàn bà Samari đó đến hỏi Chúa Giêsu rằng: ủa, ông là người Giu-đa mà tại sao xin nước người Samari? Tại vì người Giu-đa và người Do Thái và người Samari họ không thuận với nhau. Và người Do Thái họ rất là coi thường người Samari, vì họ nói rằng đây là một cái dân lai giống, họ không thích dân tạp. Mặc dù có cái máu người Do Thái trong đó, nhưng mà vì lai rồi họ không thích, cho nên họ kỳ thị người Samari. Và người đàn bà này hỏi: tại sao ông là người Do Thái mà ông lại xin nước tôi uống? Vì người và người đàn bà này lặp lại rằng số là người Giu-đa, cái đóng ngoặc đó là thêm vào, số là người Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Nhưng mà Chúa Giêsu, chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu làm sao? Chúa có làm cái việc giống như người Do Thái không? Không. Đối với Chúa, tại sao chúng ta thấy cái hình ảnh này? Vì mọi con người ở thế gian này đều cần sự cứu chuộc hết. Cho nên
Anh em chị em, đó là một điều chúng ta cần phải có trong cuộc đời đổi mới của chúng ta ngày hôm nay đi theo Chúa. Không phải đen, đỏ, trắng, vàng, không phải là người công bình hoặc là người không công bình. Tất cả mọi con người ở thế gian này đều cần sự cứu chuộc hết. Ngay chúng ta thấy hình ảnh người Do Thái và người Samari này, họ không thuận nhau, nhưng mà Chúa Giêsu được sanh ra trong xác thịt là người Do Thái, là vì con cháu của vua David là người Do Thái, nhưng mà Chúa không có mang cái tâm tính của con người tội lỗi là ghét nhau, hòa không thuận hòa với nhau, kỳ thị nhau. Chúa không có. Anh em chị em, chúng ta thấy người, đây chưa nói đến người Do Thái gì, ngay người Việt của chúng ta đó, ngay người Việt chúng ta nhìn thấy cái thế giới tội lỗi không? Nam, Bắc, Trung, rồi miền Trung, tiếng nói vùng này khác vùng kia, họ cũng không thuận với nhau nữa. Rồi miền Bắc, vùng này với vùng kia, tiếng nói không thuận với nhau, người ta cũng không thích nhau nữa. Anh em chị em, chúng ta chưa nói đến cái sự xa xôi. Đó là điều con người thu lượm được trong thế giới tội lỗi của mình. Chúa muốn tôi và anh em chị em chúng ta không có mang cái điều đó trong cuộc đời của mình. Amen. Nhớ không? Đó. Nếu chúng ta có còn vương vấn thì xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta đắc thắng được điều đó. Amen. Amen. Chúa Giêsu đến với người đàn bà này. Chúa Giêsu không làm giống việc giống như các môn đồ. Bởi vì các môn đồ, quý vị nhìn thấy đấy, các môn đồ còn mang cái hình ảnh đó. Tại vì khi họ trở lại đó, họ thấy Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà Samari, họ không vui lòng lắm. Thấy không? Họ là những người đi theo Chúa. Giống chúng ta không? Chúng ta là người đi theo Chúa. Nếu các môn đồ của Chúa còn mang tâm tính đó, mình không cẩn thận, chúng ta vẫn còn mang tâm tính đó, vì đó là điều Chúa không có vui lòng. Amen. Anh em chị em ơi, xin Chúa nhắc mình, xin Chúa cho mình đối diện với hoàn cảnh để cho mình biết được điều đó còn trong chúng ta hay không. Đó là điều rất là quan trọng. Chúng ta dễ lắm, chúng ta dễ bị vấp vào cái điều này lắm anh em chị em. Dễ lắm. Rất là dễ. Tôi nói điều đó, tôi cũng như quý vị thôi. Nếu chúng ta không cẩn thận thì đây là điều nó sẽ cai trị tâm tư ý tưởng chúng ta, và rồi chúng ta cũng sẽ vấp phạm. Chúa Giêsu xin nước người đàn bà này. Đó là việc đầu tiên. Đó, Chúa đến với họ. Không, Chúa đến với họ. Chúa không để họ đến với Chúa. Chúa đến với họ. Đây là hình ảnh mà cho chúng ta thấy Ngài đã từ trời đến để tìm những con người hư mất ở thế gian này. Vì người Samari này không khác chỉ là người Do Thái hết. Họ cần sự cứu chuộc giống như người Do Thái. Cho nên Chúa đến với họ. Chúa đến với họ. Chúa xin họ nước. Xin người đàn bà này nước đến chi? Giống như để kiếm chuyện, có câu chuyện để mà nói. Cho nên anh em chị em chúng ta, mình đừng đợi người ta đến hỏi mình tin Chúa làm sao. Anh em chị em ơi, đến mọi người, tìm cách mọi gặp gỡ mọi người, nếu họ có nhu cầu, đó là một cánh cửa rất là lớn để cho chúng ta có cơ hội nói về Chúa cho họ. Ai trong thế giới này không có nhu cầu? Ai trong thế giới này không có nhu cầu? Cần được sự chữa lành, cần có nhu cầu, cần công ăn việc làm, phải không? Chúng ta lấy đức tin cầu nguyện cho họ. Chúa mở đường, Chúa mở đường để họ thấy được tình yêu của Chúa, để họ thấy được Chúa chăm sóc đến con người, để cho họ mở cái tấm lòng ra, để rồi họ có thể nghe lời Chúa được. Anh em chị em, Chúa ban cho chúng ta có cái uy quyền đó để cầu thay cho tất cả mọi người. Hãy sử dụng nó, đừng bỏ qua. Amen. Hãy sử dụng nó, đừng bỏ qua. Rồi, chúng ta xem người đàn bà này. Người đàn bà Samari thưa rằng,
Ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin nước tôi là người một người đàn bà Samari sao? Người đàn bà này cũng lấy làm ngạc nhiên, tại vì người đàn bà này cũng đã từng nghe người Do Thái không thích người Samari, nhưng mà thấy Chúa Giê-xu, ủa sao ông khác hơn bao nhiêu người Do Thái khác? Tại vì đối với người Do Thái khác, họ thấy người Samari họ không nói chuyện, nhưng mà Chúa Giê-xu mang thân xác người Do Thái, nhưng mà Ngài không có sự phân chia, Ngài đến, Ngài nói chuyện. Đó là điều thách thức cho chúng ta. Anh em chị em, khi chúng ta thấy người tốt, người đẹp, người có vẻ công bình, thì chúng ta thấy mình đến nói chuyện. Người tội lỗi, yếu đuối, xấu xa, nhiều khi chúng ta tránh họ, sợ họ. Anh em chị em, nếu người nào cũng như vậy thì ai là người sẽ nói cho những người cần được cứu rỗi nó về Chúa Giê-xu? Ai sẽ làm điều đó? Mọi người chúng ta đã đều có công tác đó hết, không phải có mình tôi. Tôi đứng đây tôi nhắc cho quý vị, chứ không phải tôi làm hết. Amen. Tôi, công tác của tôi là Chúa nói là nhắc cho quý vị để quý vị làm, không phải là tôi làm hết. Tôi không làm hết được. Mọi người chúng ta cần phải làm điều đó. Amen. Mọi người chúng ta cần phải làm điều đó. Rồi đây, chính người đàn bà này cũng thắc mắc và hỏi, vì thấy không có ai giống như cái ông Giê-xu này hết. Cái ông Giê-xu này khác, đúng không? Rồi ở đây Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai? Đây là cơ hội mà chính Chúa Giê-xu muốn nói với người đàn bà này, Ngài là ai? Thấy không? Cái đấng mà đang nói chuyện với người đàn bà này là ai? Đó là điều quan trọng. Đó là điều quan trọng. Chúa Giê-xu muốn cho người đàn bà này biết Ngài là ai. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói câu đó: nếu ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và người đương nói với ngươi là ai thì ngươi sẽ xin. Ở đây lời Chúa nói là sao? Thì chắc chắn ngươi sẽ xin người cho uống và người cho ngươi nước sống, tức là nước hằng sống. Thì Chúa Giê-xu nói đến chỗ này, chúng ta nghe tiếp người đàn bà Samari này hỏi. Người đàn bà thưa rằng: hỡi Chúa không có gì múc giếng thì sâu, bởi đâu mà có nước sống ấy? Anh em chị em, khi Chúa Giê-xu nói về một cái điều mầu nhiệm cao trọng đời đời, thì con người chúng ta, tôi cũng như quý vị giống nhau, suy nghĩ giống như người đàn bà này. Khi Chúa nói về những cái điều đời đời thì mình lại nghĩ về việc tạm bợ, đúng không? Có những chỗ Chúa sẽ nói về việc tạm bợ trong đời này. Bằng cớ Chúa nói này: hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, đó là đời đời, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Đó là Chúa Giê-xu nói về cuộc đời này. Mọi điều ấy nữa là điều gì? Ăn gì, uống gì, mặc gì. Chúa Giê-xu lúc nào mà Ngài nói về đời này rất là rõ rệt, không cần phải có cái gì khó khăn để mình hiểu. Và khi Chúa nói về cõi đời đời, về sự sống đời đời, phước hạnh đời đời, thì con người chúng ta cũng dễ hiểu trong trần thế này. Người đàn bà này, khi Chúa Giê-xu nói nước hằng sống, thì bà này mới nói: Chúa ơi, giếng thì sâu, Chúa không có cái đồ múc nước giếng, làm sao mà có nước sống mà Chúa nói đó. Thế không? Anh em chị em, người đàn bà này nghĩ cái chuyện đời này không à? Mà Chúa Giê-xu đang nói đến việc đời đời. Rồi Ngài nói tiếp: tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này. Thậm chí người đàn bà này mặc dầu là người Do Thái lai với các dân bạ tạp, nhưng mà họ cũng kể Abraham, Isaac, Gia-cốp là tổ phụ của họ. Mặc dầu người Do Thái không chấp nhận, nhưng mà họ vẫn nghĩ, tại vì họ lại có dòng máu của Abraham, của Isaac và Jacob. Nói đến cái giếng này,
Được, kế đến anh em chị em thấy như thế nào? Đức Chúa Giêsu phán rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát, nhưng ai uống nước ta cho thì không còn khát nữa. Khi người đàn bà này nói về cái giếng vật chất, thì Chúa Giêsu bắt đầu cho con người thấy một cái hình ảnh là nếu con người chỉ uống nước ở đời này không thôi. Cái giếng mà người đàn bà nói đến đó, cái giếng của Gia-cốp đó, nói đến cái gì? Nói đến tất cả những cái gì mà chúng ta trong cuộc đời này cần khao khát và uống. Tất cả công ăn việc làm, địa vị, danh vọng, tiền bạc, tình cảm, tất cả những điều gì mà con người muốn được ở thế gian này, đó là hình ảnh của cái giếng nước này. Nếu chỉ uống giếng nước này thì sự khao khát nó vẫn luôn luôn còn, không bao giờ được thỏa mãn hết. Anh em chị em, chúng ta xem đó, chúng ta xem những người càng giàu có trong cuộc đời này về vật chất thì họ là người càng siêng năng làm việc và tìm kiếm tiền bạc. Chúng ta thấy không? Càng siêng năng. Tại sao? Tại vì những gì họ có không bao giờ đem cái sự thỏa lòng đến cho họ hết. Và lời của Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari rằng, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: phàm ai uống nước này, tức là bất cứ ai, anh em chị em, ở đây Chúa nói với chúng ta đó, nếu chúng ta là con Chúa mà chúng ta còn đi theo cái con đường mà tìm kiếm những gì ở thế gian này mà không có nước của Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ có sự thỏa lòng trong cuộc đời của chúng ta đâu. Điều đó không có nghĩa là người tin Chúa phải sống nghèo khó, không phải như vậy. Nhưng mà Chúa là đấng làm thỏa lòng chúng ta. Nước mà Ngài ban cho, đó là nước duy nhất nên sẽ làm thỏa lòng chúng ta. Không những vậy mà nó sẽ thành một mạch nước. Ở đây nói mạch nước đó, nó luôn luôn ở trong lòng của chúng ta và văng ra cho đến sự sống đời đời. Có nghĩa là sự sống mà Chúa ban cho, sự cứu chuộc mà Ngài ban cho, nó sẽ thành một mạch nước đem cái sự thỏa lòng đến trong mỗi đời sống chúng ta. Amen. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với anh em chị em chúng ta qua cái đoạn kinh thánh này. Chúa nhắc người nào uống, Chúa nói ai uống nước này thì vẫn khát. Cái giếng mà con người đào cho chính mình, cái gì mà con người tự tìm để thỏa lòng mình. Anh em chị em, kể từ khi con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng rồi, đó là lúc mà con người không bao giờ có sự thỏa lòng. Eden, cái vườn Eden có nghĩa là vườn thỏa lòng, mà bị đuổi ra khỏi vườn thỏa lòng rồi thì ở cái chỗ bên ngoài gọi là vườn không thỏa lòng. Tại vì chỉ có cái vườn Eden là vườn thỏa lòng, cái chữ Eden có nghĩa là như vậy, vườn của sự khoái lạc, vườn của sự thỏa lòng. Bây giờ phạm tội đuổi ra ngoài rồi, tất cả những gì mà con người bắt đầu kể từ giây phút đó, từ miếng ăn, từ công việc làm, bất cứ những điều gì con người ước ao trong cuộc đời này họ có được vẫn không thỏa lòng họ. Và Chúa Giêsu nói với con người, nếu ai uống nước ta cho, không những thỏa lòng nhưng nó thành một mạch nước. Mạch nước ở trong lòng người đó, Chúa đến Chúa ngự, vì chính Ngài đến trong đời sống chúng ta. Ngài là nước hằng sống. Chúng ta nhớ một chỗ khác trong Giăng đoạn 15 nói như thế nào? Ai đến cùng ta thì không đói, ai tin ta thì không khát. Chính Ngài là bánh hằng sống, chính Ngài là nước hằng sống. Nếu Chúa luôn luôn ở trong đời sống của chúng ta thì anh em chị em ơi, cuộc đời chúng ta luôn luôn có sự thỏa lòng. Chúng ta luôn luôn có sự thỏa lòng. Chúng ta không bị cái thế giới bên ngoài nó lay động chúng ta.
Đương nhiên công việc làm của chúng ta, Chúa có lời hứa là Ngài chúc phước cho công việc tay chúng ta làm trong đời này. Nhưng mà cái mà làm thỏa lòng chúng ta là nước hằng sống của Chúa, tức là chính Chúa Giêsu. Vì vậy Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari này: nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, tức là ai uống đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Sự sống của Chúa ở trong đời sống chúng ta sẽ đem chúng ta đến sự sống đời đời, nếu mạch nước đó luôn luôn ở trong tấm lòng của chúng ta. Người đàn bà thưa rằng: lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để rồi tôi không khát và không đến đây nữa. Anh em chị em, tới giây phút này rồi, Chúa Giêsu đã giải thích cho bà ấy rồi, là nước của Chúa cho sẽ thành nước, mạch nước hằng sống ở trong lòng của bà đó. Nhưng mà tới đây người đàn bà lại nghĩ là cái nước này uống tạm trong cuộc đời này thôi, tức là uống một lần cho đến chết không có bao giờ uống nữa, cho nên mới xin Chúa, nói: Chúa ơi, cho tôi cái nước đó đi, để tôi sao, để tôi không tới đây mỗi một ngày để tôi phải lấy nước uống. Thấy không? Chúa Giêsu đã giải thích rất là rõ rệt rồi, nhưng mà người đàn bà vẫn chưa đón nhận được. Anh em chị em, có những điều Chúa nói với chúng ta về đời này, và những điều Chúa nói với chúng ta về đời sau. Xin Chúa cho chúng ta được mở tấm lòng ra, Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho mình đón nhận việc đời này là việc đời này, việc Chúa nói đời sau là việc đời sau, để cho chúng ta bước đi một cách thật rõ ràng và kinh nghiệm Chúa một cách trọn vẹn được. Còn nếu Chúa nói đời sau về sự sống đời đời, bắt đầu từ bây giờ cho đến mãi mãi, đó là mạch nước mà Chúa ban cho cuộc đời của mỗi anh em chị em chúng ta, nếu Chúa ở với mình thì đó là mạch nước sự sống ở luôn luôn trong chúng ta. Khi nói đến mạch nước, mà mạch nước này ở đâu? Mạch nước này ở đâu? Mạch nước này ở đâu? Ở trong lòng mình, nói về sự cứu rỗi riêng tư cho mình. Nói đến đây là cái điều mà Chúa cho riêng mình. Anh em chị em thấy không? Mạch nước ở trong lòng mình, đây là điều Chúa cho riêng mỗi chúng ta. Nếu chúng ta có Chúa Giêsu thì đây là điều chúng ta sẽ kinh nghiệm. Có thể ngày hôm nay chúng ta chưa kinh nghiệm nhiều, nhưng mà nếu chúng ta bước đi với Chúa, tôi đã bảo đảm anh em chị em, chúng ta sẽ kinh nghiệm điều này trong cuộc đời của chúng ta càng ngày càng nhiều hơn, và chúng ta sẽ thấy được cái điều mà Chúa nói: chúng ta không khao khát những gì ở thế gian này mà chúng ta nhìn thấy, nhưng Chúa vẫn ban cho chúng ta. Chứ không phải là chúng ta không khao khát mà Chúa không ban cho chúng ta. Vì Ngài nhìn thấy, nếu mà Ngài ban cho chúng ta sẽ không vấp ngã, thì Ngài sẽ ban. Và nếu Ngài ban cho chúng ta của cải đời này mà chúng ta không ích kỷ chỉ dành riêng cho mình, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Nhưng mà Chúa là đấng trên hết trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Bởi vậy Chúa Giêsu nói: hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm. Chứ không phải là Chúa nói tìm kiếm sự công bình và nước của Ngài, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài rồi thì chúng ta không được gì hết nữa trong cuộc đời này. Không có. Chúa không nói như vậy. Cho thêm, chứ Chúa không có lấy bớt. Nếu mà chúng ta đặt Chúa trên hết, Ngài cho thêm. Anh em chị em nghe rõ không? Nếu chúng ta đặt Chúa trên hết thì Ngài cho thêm. Amen. Có nhiều người nói: ôi ngày hôm nay tôi vì thai rồi sao Chúa cho thêm, lương nhà nước chỉ có bao nhiêu. Tôi nói bảo đảm anh em chị em, Chúa cho thêm những việc mà chúng ta không biết. Chúng ta đi chợ, nếu mà không gặp sự may mắn, chúng ta không gặp cái sale một cách đặc biệt. Amen. Chúa cho thêm 100 đồng bây giờ còn có 10 đồng là cho thêm. Thấy không? Lúc chúng ta cần, chúng ta đi ra gặp. Rồi đi, nếu mà con lỡ dài, con lỡ đi ẩu, Chúa cho thêm, là Chúa bảo vệ chúng ta khỏi lãnh cái tiền phạt mấy trăm đồng. Chúa cho thêm không? Thêm không? Thêm rồi đó.
Cho nên anh em chị em ơi, chúng ta phải nhìn thấy, không phải là ngày hôm nay tôi retire, tôi không còn làm gì, Chúa không cho thêm, Chúa vẫn cho thêm. Nếu đó là điều mà chúng ta tin cậy, đặt Chúa trên hết, Ngài vẫn cho thêm sự bảo vệ của Chúa, sự che chở của Chúa, sự chúc phước của Chúa trong những điều mà mình lỡ dại dột, mà mình làm vấp phạm ở trong thế gian này. Chúa thương xót mình, chứ không phải là Chúa khích lệ mình đi ẩu, không phải như vậy, hoặc là làm ẩu, không. Sự thương xót của Chúa, lời hứa của Ngài với chúng ta là Ngài cho thêm nếu chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nhưng mà khi Chúa cho thêm thì phải nhớ cảm ơn Chúa. Rồi nó là cái income của mình đó. Đáng lẽ bị phạt 500, 300 mà bây giờ không, tức là nó trở thành cái income của mình đó, thì phải nhớ đến, thì phải nhớ đến có phần của Chúa ở trong đó, đừng quên. Không phải tôi cần, nhưng mà đó là cơ hội để cho chúng ta bước đi trong đức tin, trong sự vâng lời, để Chúa làm những việc lạnh lạ lùng hơn trong cuộc đời của chúng ta nữa. Amen. Nhiều khi chúng ta cảm ơn Chúa rồi mình quên luôn. Nhớ anh em chị em, tập nhớ những cái điều nhỏ nhỏ như vậy. Vì chúng ta vâng lời trong điều nhỏ thì đến cái việc lớn Chúa nhắc nhở mình thì mình mới có thể vâng lời được. Còn nếu không, anh em chị em ơi, khó lắm. Khó lắm. Đúng không quý vị? Đúng không? Nhớ, cố gắng làm. Nhớ Chúa có lời hứa rồi nhé. Không phải là Chúa cho mình thỏa lòng rồi Chúa quên cuộc đời vật chất ở thế gian này chúng ta cần. Chúa nói là, bởi vậy ở trong Cựu Ước Chúa nói là người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ Đức Chúa Trời. Tức là Chúa công nhận con người ở vật chất này, cuộc đời này cần có bánh, nhưng sự sống đời đời của nó phải có lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và ở đây thì Chúa Giêsu nói lời của Chúa trước và cuộc đời này Chúa chăm sóc sau. Và Chúa nói nước sống sẽ thỏa lòng cuộc đời của chúng ta, để chúng ta không còn bị ràng buộc bởi tất cả những cái gì ở thế gian này mà chúng ta sẽ không mang đi được nếu chúng ta chấm dứt cuộc đời này. Anh em chị em nhớ, chúng ta có giàu như Steve Jobs không? Chưa. Anh có bao nhiêu tỷ đô la? Đến lúc bệnh đi khắp nơi tìm không chữa được, cuối cùng không mang đi được cái gì hết. Mà anh này lúc còn sống có một cái điều đặc biệt đó, là hắn vô tiền rất là nhiều. Nhưng mà thường thường ở Mỹ nó có cái thói quen đó là khi mà hắn được lời nó chia cái tiền lợi tức cho nhân viên. Anh nói là, anh nói một câu hồi lúc anh còn sống, lúc còn khỏe mạnh, không biết lúc mà anh sắp, thì anh nói là I don't believe sharing the profit sharing, tức là không tin vào sự phân chia lợi tức cho những người làm việc dưới quyền. Anh em chị em, Chúa của chúng ta rất là tốt lành. Amen. Nhớ Chúa Giêsu nói ai uống nước ta cho, tức là chính Chúa Giêsu. Ngài là nước hàng sống, Ngài là bánh hàng sống, Ngài là lời hàng sống. Nếu ai uống nước ta cho, đón nhận Chúa cho mình mỗi ngày thì cái sự khao khát cuộc đời này, anh em chị em, khao khát đời này là cái gì? Đủ thứ hết. Người thì khát rượu, người thì khát thuốc lá, người thì khát tình dục, người thì khát tiền bạc, người thì khát địa vị danh vọng cuộc đời này. Con người chúng ta là như vậy, phải không? Thậm chí đến những người mà Kinh Thánh được viết và nói đến sự khôn ngoan cũng còn làm những cái điều yếu đuối vì cái xác thịt của con người, khao khát nhiều thứ lắm. Chúng ta biết Salomon như thế nào? 700 người vợ, 300 cung phi. Và chính vì đó mà cuộc đời của Salomon cuối đời đi đến sự bại hoại, thờ các tà thần. Và Chúa chấm dứt cuộc đời của Salomon sớm. Nhưng mà trong những giây phút cuối cùng, tôi nghĩ ông biết đến Chúa, ông còn ăn năn. Thế nên Chúa thương xót, nhưng mà mất hết và để lại một cái tiếng ở đời. Trong tiếng Anh nó gọi là
womanizer, tức là một người đàn ông mê muội đàn bà, là một người khôn ngoan. Chúa nói là người khôn ngoan nhất. Nhưng mà Chúa dạy Salomon, Chúa đâu muốn như vậy. Coi như bao nhiêu nước ở xung quanh có các vua chúa ở xung quanh, họ muốn gả con gái cho Salomon lúc bây giờ. Tại vì lúc bây giờ Chúa chúc phước cho Salomon tới mức mà tất cả các nước xung quanh đều sợ. Cho nên đó là một hình thức để có sự hòa bình, dụ Salomon không có đi tới để chiếm đất của họ. Nhưng mà cuối cùng đó là kế hoạch vấp ngã. Sự họ ham muốn uống nước giếng đời này đã là như vậy. Anh em chị em, nếu chúng ta gieo điều gì thì nó sẽ gặt điều đó. Nếu chúng ta gieo lúa mì, chúng ta gặt lúa mì. Nếu chúng ta gieo nước giếng này thì nó vẫn còn khác. Còn nếu chúng ta gieo nước của Chúa thì chúng ta sẽ được thỏa lòng trong cuộc đời này. Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng có ai sợ đi theo Chúa mà trở nên nghèo khổ. Chúa cho mình không có được cái gì hết. Tại vì chính Chúa Giêsu đã nói, nếu tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì Ngài ban cho. Ngài ban cho những gì trong cuộc đời này, nhưng mà phải Chúa là trên hết trong mọi sự cuộc đời của chúng ta. Anh em chị em, nếu ai không tin điều đó, hãy nhìn cái đất nước, tất cả những quốc gia mà biết đến Đức Chúa Trời, đó là những quốc gia giàu có về của cải vật chất nhiều nhất. Còn ngay dân Do Thái là dân mà họ không có tiếp nhận Chúa Giêsu hết, nhưng mà lời hứa của Chúa với Abraham, tổ phụ của họ, là những con người biết yêu mến Chúa, Chúa vẫn chúc phước cho họ nhiều nhất. Đó là những dân tộc, nếu mà chia đầu người, đó là những dân tộc giàu có nhất trên thế giới theo đầu người, người Do Thái. Rồi kế đến tất cả những quốc gia mà biết đến Đức Chúa Trời, tất cả những sự văn minh Chúa ban đến, sự giàu có thịnh vượng Chúa ban đến, rồi được san sẻ cho những quốc gia nghèo đói, khổ sở khác. Anh em chị em, đừng quên, hãy đặt đức tin nơi Chúa, đặt sự trông cậy nơi Chúa một cách hết lòng, và xin Chúa cho mình một tấm lòng đơn sơ để mà đón nhận. Đó là sự cứu rỗi. Nhá, có Chúa Giêsu, có nước của Ngài, đó là sự cứu rỗi riêng cho mình. Vì vậy Chúa Giêsu nói là mạch nước từ trong lòng. Cái mạch nước ấy, thì nó ở dưới sâu, phải không? Mạch nước không có ở trên núi, mạch nước ở dưới sâu. Hễ múc nó cạn thì cái mạch nước nó lại chảy ra, mà nó chỉ ở trong cái giếng đó thôi. Tức là sự cứu rỗi đó cho riêng mình. Amen. Sự cứu rỗi đó cho riêng mình. Nhưng mà Chúa không muốn mình giữ sự cứu rỗi đó cho riêng mình. Ích kỷ quá, không được. Cho nên Chúa mới phải ban Thánh Linh đến cho mình. Vì vậy trong đoạn 7, lời của Chúa nói như thế này. Trong Giăng đoạn 7, câu 37, câu 39. Trong cái ngày lễ lều tạm, ngày lễ lều tạm, trong luật pháp của người Do Thái, có 3 ngày lễ mà bắt buộc mọi người nam một năm lên nhiều lần đền thờ của Chúa dâng tế lễ không thành vấn đề. Nhưng một năm bắt buộc 3 lần, nếu bận rộn tới đâu cũng phải đi lên để mà dự lễ. Đó là lễ vượt qua trong một tuần lễ, Passover. Đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều tạm. Lễ vượt qua đã được ứng nghiệm rồi qua sự chết của Chúa Giêsu. Và một ngày sau lễ vượt qua, đó là đầu mùa, đã được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu rồi. Vì Ngài là trái đầu mùa đầu tiên từ kẻ chết sống lại. Và lễ ngũ tuần, tức là 7 tuần kể từ ngày có mùa gặt, 49 ngày, ngày thứ 50, đó là ngày lễ ngũ tuần, đã được ứng nghiệm khi Đức Chúa Thánh Linh giáng lâm hội thánh của Chúa. Còn một ngày lễ nữa là ngày lễ lều tạm, là ngày lễ lều tạm, ở trong tiếng Anh nó gọi là Tabernacle.
Và Tabernacle có nghĩa là Đức Chúa Trời đến ở với con người. Đó là ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian này, và Ngài sẽ ở giữa con người, và Ngài sẽ cai trị giữa con người. Đó là ngày lễ liều tạm. Mà muốn đến được ngày đó thì phải có sự chuẩn bị Đức Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong cái đoạn 7 nói là ngày lễ liều tạm. Cái liều tạm để cho người Do Thái thờ phượng Chúa trong lúc mà đi trong đồng vắng, đó là cái liều tạm. Tabernacle tức là cái đền thờ của Chúa, lễ liều tạm. Ngày sau cùng, tức là cái ngày lễ liều tạm đó kéo dài một tuần lễ. Ngày sau cùng, ngày sau cùng của cái ngày lễ. Nhớ nè, trong ba cái ngày lễ mà Chúa bắt buộc người Do Thái phải có mặt đó, ngày lễ đầu tiên là ngày lễ không men, tức là ăn lễ vượt qua, không được men nào ở trong gia đình của mình trong một tuần lễ. Nhưng mà ngày lễ ngũ tuần và ngày lễ liều tạm là ngày lễ ăn có men. Không men nói đến hình ảnh không tội lỗi, con chiên vô tội để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Nhưng mà ngày lễ ngũ tuần nói đến hình ảnh của hội thánh của Chúa, tội lỗi vương vấn trong dân sự, trong nhân loại và được đem vào trong nhà Chúa. Và ngày lễ liều tạm cũng vậy, Chúa không bắt dân sự ăn lễ không bánh không men trong ngày lễ liều tạm. Và đây, ngày sau cùng, tức là ngày lễ liều tạm, là một ngày lễ trọng thể, là ngày Sa-bát của cái ngày lễ liều tạm đó. Đức Chúa Giêsu đứng đó kêu lên rằng: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Ở đây Chúa Giêsu không đến hỏi giống như người đàn bà Samari nữa, nhưng mà Chúa đứng, Chúa kêu. Anh em chị em thấy hai cái hình ảnh không? Hình ảnh kia là Chúa đến, Chúa tìm con người. Ngày hôm nay Chúa đã đến rồi, Thần Linh của Đức Chúa Trời đến rồi, lời của Chúa bắt đầu được rao giảng, thì Chúa nói với con người, nhân loại. Và đây Chúa nói với những người tin Chúa. Cái chỗ này nè, nói với những người tin Chúa. Vậy những người này đi lên dự đền thờ, Chúa nói: ai khát hãy đến. Anh em chị em, những người này đã có nước sống rồi, nhưng mà Chúa còn nói: ai khát hãy đến. Hãy đến. Đây không phải là những người chưa biết Chúa, đây là những người đã có mạch nước rồi. Mà mạch nước nó ở trong lòng của họ thôi, nó không ích lợi cho ai hết ngoại trừ họ. Ở đây Chúa Giêsu nói với những người đã có: nếu người nào khát hãy đến. Thứ nhất, ai khát, chúng ta nhớ nha, ai khát, quý vị có khát không? Nếu có, đó là quý vị. Đừng có ngồi yên, đừng có ở nhà, đừng có đi đâu, đừng đi tìm chỗ nào, nhưng mà hãy đến, đến với Chúa. Khát, đến, rồi sao nữa? Ở đây nói, đến cùng ta mà uống. Có nhiều người đến rồi nhưng mà không uống. Đến với Chúa rồi, nghe lời Chúa nhắc nhở mình rồi, nhưng mà mình không có chịu uống. Nói ôi sao cái đó kỳ quá. Anh em chị em, khi Đức Thánh Linh đến, Chúa sẽ làm công việc mà Ngài muốn làm trong cuộc đời của chúng ta. Người đời, người mà họ thấy có thể họ nói kỳ, bằng cớ là khi Đức Thánh Linh đến với các môn đồ đầu tiên trong ngày lễ ngũ tuần mà Chúa Thánh Linh giáng lâm, người ở xung quanh ta nói sao? Ô cái đám này say rượu. Tại sao? Vậy tại vì nó nói làm nhảm. Thấy không? Chúng ta phải cẩn thận để mình đừng lọt vào cái tình trạng giống như những người đến mà không uống. Hãy đến. Ai khát hãy đến, nhưng mà phải uống. Không những uống không thôi, còn cái gì nữa? Tiếp theo, kẻ nào tin, uống rồi, tức là đón nhận rồi, đón nhận, nhưng mà tin, phải tin lời hứa của Chúa rằng kẻ nào tin thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. À, chỗ này mạch nước trở thành sông nước. Mà muốn mạch nước trở thành sông nước, anh em chị em,
mình thấy con sông nó bắt đầu từ đâu? Cho quý vị hình dung cái hình ảnh con sông. Con sông Mississippi nó bắt đầu ở đâu? Nó bắt đầu tuốt ở trên núi á. Mà làm sao nó bắt đầu tuốt ở trên núi được? Tức là nước ở dưới đất này nè, nước ở dưới đất này, dưới hồ, dưới sông, dưới biển phải được đem lên trên mây, đúng không? Phải có một cái lực gì nó mới đem trên mây được chứ, tự nhiên sao mà nước ở dưới này nó nói 1, 2, 3 cái đi lên trên mây, có không? Không có chuyện đó. Phải có một cái lực nào đem nước từ dưới lên trên cao, rồi lại có một cái điều lực gì đó đem cái nước này xuống ở trên núi, và từ trên núi bắt đầu chảy xuống thành con sông. Anh em chị em, Đức Thánh Linh là hình ảnh của quyền lực. Vì vậy Chúa nói khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì hãy nhận lấy quyền phép, dunamis, quyền phép, tức là giống như bom nổ đó, người ta tiếng Anh gọi là dynamite đó, chất nổ đó, đó, dunamis trong tiếng Hy Lạp là sức mạnh, sức mạnh để đem nước lên trên mây rồi đem nước xuống trở thành mưa. Chúa nói với chúng ta nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trong cuộc đời của chúng ta đó, thì cái mạch nước đó nó không ở một chỗ, nhưng mà nó sẽ được đem lên nơi cao, và rồi nó chảy xuống thành con dòng sông. Thì lúc đó không phải chỉ mình được thỏa lòng hết sự khao khát, nhưng mà người khác có thể nhờ uống nước nhờ con sông đó trong cuộc đời của chúng ta. Anh em chị em, Chúa muốn chúng ta như vậy. Chúa muốn tôi và anh em chị em, tất cả chúng ta đều trở thành cái mạch nước trong chúng ta, trở thành cái con sông từ trong lòng của chúng ta để chảy ra. Và khi sông chảy thì nó không phải chỉ giúp, tại vì nước là nó đem đến cái sự sống cho cây cỏ, phải không? Và con sông thì nó không phải là chỉ ở một chỗ, mà nó chảy đến những nơi nào, mà nơi nào nó chảy đến thì nơi đó có sự sống. Chúa muốn cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn tôi, anh em, chị em, chúng ta có một cái nếp sống như vậy. Amen. Amen. Hãy xin Chúa, hãy khao khát, hãy đến, hãy uống và hãy tin lời hứa của Ngài, đón nhận riêng cho mình mỗi ngày. Để rồi thực sự một ngày nào đó nó không còn chỉ là mạch nước ở trong lòng mình nữa, nhưng mà nó thành con sông thực sự trong mỗi đời sống chúng ta. Mỗi cuộc đời chúng ta là một con sông, đi tới đâu dòng sông, sự sống của Chúa chảy từ trong chúng ta đi đến những nơi cần có ở giữa thế gian này. Amen. Đó là điều mà tôi muốn anh em chị em suy gẫm. Và rồi Khải Huyền nói đến một điều cuối cùng nữa là Đức Thánh Linh và Hội Thánh của Chúa cũng có lời mời. Và chỗ kia là Chúa Giêsu đến mời, Chúa Giêsu đến hỏi, rồi Chúa Giêsu mời, rồi bây giờ Hội Thánh của Chúa và Thánh Linh và Hội Thánh của Chúa mời. Tại vì trong Khải Huyền đoạn 22 nói là Thánh Linh và vợ mới cưới nói rằng ai khác. Vợ đó là hình ảnh của Hội Thánh. Làm sao chúng ta biết được? Trong Ê-phê-sô nói, khi Chúa nói vợ vợ chồng thì Chúa nói Chúa là hình ảnh của người chồng, Hội Thánh là hình ảnh của người vợ. Tức là chúng ta không những Chúa Giêsu mời gọi không thôi, nhưng mà ngày hôm nay là Đức Thánh Linh và chúng ta mời gọi những con người ở ngoài thế gian này để đến. Ai khát, ai muốn hãy đến để uống lấy nước sự sống của Chúa, để họ có được sự cứu rỗi. Anh em chị em, đó là điều Chúa đặt cho tôi và quý vị mỗi ngày. Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi người hoàn thành cái công tác đó trong mọi cơ hội. Mà muốn làm thành cái công tác đó, chúng ta phải kinh nghiệm thứ nhất mạch nước sự sống, rồi chúng ta phải kinh nghiệm sông nước sự sống. Kế đến chúng ta và Thánh Linh Đức Chúa Trời cùng làm việc mời gọi tất cả những người chưa biết đến Chúa trong những hoàn cảnh họ có, để chúng ta đem đến sự sống cho họ của Chúa. Sự sống nó không thuộc về chúng ta, nhưng mà của Chúa cho họ. Anh em chị em, chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng Chúa, chúng ta cầu nguyện.
Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Tình yêu của Ngài thật cao cả, lạ lùng và tuyệt vời đối với chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Có Chúa, chúng con có sự sống. Có Chúa, chúng con có sự sống đời đời. Có Đức Thánh Linh Ngài, Chúa ban cho chúng con không những sự sống đó ở với mình, nhưng còn đến tuôn tràn đến những người khác nữa. Con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa yêu dấu, giờ này chúng con cũng nhớ đến cơ hội mà Chúa ban cho chúng con đến trong bàn tiệc Ngài, để chúng con dự tiệc thánh này. Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết để cho chúng con được chuộc tội, để chúng con được sự bình an, để chúng con được sự tha thứ. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy hà hơi trên của lễ này để chúng con nhận lãnh và được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Con cảm ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.